hầu hết chủ doanh nghiệp của website không biết điều này nên họ không có được khách hàng tiềm năng tự trên internet xin chào tất cả các bạn mình là nguyễn minh phụng và mình đang làm việc trong lĩnh vực internet marketing hôm nay trong video này chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận trò chuyện về một cái chủ đề đó là làm sao cho website của bạn được hiệu quả hơn và trong những video trước thì mình cũng đã chia sẻ những bước đầu tiên để mà bạn có một cái website hiệu quả đó chính là chúng ta làm sao đó để có rất là nhiều người càng nhiều người càng tốt truy cập vô website của bạn nó giống như ở bên ngoài bạn có một đang có một cái cửa hàng và chúng ta làm sao đó để có nhiều người biết đến cái cửa hàng đó và họ bước vào cái cửa hàng đó để xem trong cửa hàng đó có gì thì lúc này chúng ta sẽ có được nhiều khách hàng hơn và bây giờ giả sử như các bạn đã có một cái uh, dòng người đi vào cái cửa hàng của bạn đang, bạn đang có những rất là nhiều người truy cập vô website của bạn thì bây giờ chúng ta làm sao đó để chúng ta có được thông tin từ những người truy cập vô website của bạn, chúng ta làm sao đó để những người truy cập vô website của bạn liên lạc với bạn để nhờ bạn tư vấn và bán hàng cho họ. Ok, rất là nhiều doanh nghiệp họ yêu cầu đơn vị thiết kế website làm sao đó để có một cái danh một cái giao diện rất là đẹp nhưng mà họ bỏ quên đi những cái yếu tố này nên cái khách hàng họ truy cập vô rồi và họ đã đi mất và chúng ta sẽ không bao giờ mãi mãi không bao giờ có được thông tin của những khách hàng đó nữa các bạn bỏ qua cái chi phí quảng cáo để có được khách hàng truy cập vô nhưng mà các bạn không biết điều này thì chúng ta tốn tiền quảng cáo nhưng mà chúng ta lại không có được thông tin của khách hàng và đây chính là cái cách biến khách truy cập trở thành khách hàng tiềm năng Ok, khi mà chúng ta đã có website rồi thì hàng ngày chúng ta đều viết bài đều xây dựng những cái nội dung cho website của mình và các bạn hãy nhớ các bạn hãy nhớ là cái chi tiết đầu tiên mà chúng ta cần bổ sung đó là một lời kêu gọi hành động. Chúng ta viết một cái nội dung về uh, dịch vụ thiết kế website thì hãy bổ sung thêm một cái câu là hãy gọi ngay cho chúng tôi qua số điện thoại này để được tư vấn về dịch vụ thiết kế website. Đấy, các bạn hãy làm sao đó cho cái thông tin uh, lời kêu gọi hành động nó càng rõ càng tốt, càng uh, dễ thấy càng tốt và hãy để ý là hãy để lại những cái cái số điện thoại nó càng rõ ràng càng tốt. Ví dụ như trên trang web của mình mình có để số điện thoại ở đây, các bạn có thể nhìn và bấm để gọi cho mình qua. Số điện thoại này để mình có thể tư vấn cho bạn. Ở trên giao diện của điện thoại thì nó chỉ cần bấm một phát là gọi ngay thôi, không cần phải ghi lại. Ok. Cái điều số 2 là các bạn hãy sử dụng cái khung chat. Cái khung chat nó giống như thế này nè các bạn cái khung chat giúp cho cái khách truy cập ngay lập tức liên lạc với bạn họ chỉ cần để lại tên và số điện thoại bấm enter và bên điện thoại của bạn sẽ nhận được cái thông báo và có được cái thông tin và bạn có thể ngay lập tức chat với lại cái khách đang ở trên website của bạn và chúng ta có thể dễ dàng tư vấn và chốt đơn ngay lập tức phương án số 3 các bạn cần phải làm đó chính là hãy sử dụng một cái form liên hệ thì khi mà các bạn có những cái ô thu thập thông tin giống như tên, email, điện thoại và nội dung liên hệ. Thì khi đó khách truy cập nếu quan tâm đến cái sản phẩm và dịch vụ của bạn đang cung cấp, họ để lại thông tin và ngay lập tức cái thông tin này có thể được gửi qua email cho bạn. Và nhờ vào cái thông tin được gửi qua email đó các bạn có thể dễ dàng gọi lại để tư vấn cho khách hàng họ đã để lại ở form này. Và các bạn có thể truy cập vô cái phần quản trị của website ở cái phần quản lý form đó thì cũng có cái dữ liệu để các bạn có thể dễ dàng xem lại. Ok, cái thứ tư là các bạn hãy sử dụng một cái pop up. Cái pop up này là một cái cửa sổ nó hiện ra khi mà khách hàng họ đọc cái bài viết đó ở đâu đó khoảng 30 giây, 15 giây và họ đang quan tâm đến cái nội dung đó và các bạn hãy hiển thị một cái pop up. Một cái chương trình khuyến mãi, một cái quà tặng, ví dụ như là một cái ebook miễn phí để chúng ta đổi lấy số điện thoại và email. Email của khách hàng tiềm năng thì lúc này cái bộ phận mà à, bán hàng có thể dễ dàng gọi điện thoại và tư vấn chốt đơn phương án số 5 là hãy sử dụng một cái landing bay một cái, cái sơ bay và đây có lẽ là một cái khái niệm mà nó rất là phổ biến ở ngày nay à, nó giống như một cái trang web bình thường thôi tuy nhiên là những cái bố cục những cái màu sắc những cái nội dung ở đây ở trong trang landing bay hoặc là sơ bay nó sẽ hướng cái tư duy hướng cái 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 cái, cái suy nghĩ cái luồng suy nghĩ của cái cái, cái người truy cập đó về cái một cái sản phẩm của bạn họ đã giải quyết được cái vấn đề cái nỗi đau và cung cấp ra được những lợi ích xử lý sự từ chối, xử lý về từ chối về giá và có những cái ô để liên hệ thì lúc này cái sự chuyển đổi nó càng ngày càng cao hơn so với một bài viết bình thường. Do đó, bạn hãy bổ sung những cái landing page cho những sản phẩm của bạn để tăng được cái sự chuyển đổi. Và cuối cùng là gì? Cuối cùng là các bạn hãy xem lại cái website của mình nó đang thiếu những cái gì ở trong cái bài viết này và chúng ta sẽ bổ sung. Hãy liên lạc với lại đơn vị thiết kế của bạn hoặc hãy liên lạc với Nguyễn Minh phụng eti thì chúng tôi sẽ giúp cho bạn có được một cái website ưng ý và nếu các bạn cảm thấy video này có giá trị hữu ích hãy bấm đăng ký chia sẻ cho những người mà bạn cảm thấy video này cần với họ để họ có một website hiệu quả hơn và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại à, hy vọng sẽ gặp lại bạn ở những video tiếp theo và nhớ xem video nhé